chính thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Trong khi đó, EU và Mỹ cũng chính thức ký thỏa thuận về điều chỉnh hạn ngạch nông sản hậu Brexit. Canada vượt Mỹ trở thành điểm đến hấp dẫn nhất đối với lao động quốc tế. Tại Việt Nam, chuyên gia VinaCapital nhận định Việt Nam có cơ hội hưởng lợi từ gói kích thích 1.900 tỷ đô la Mỹ của Mỹ. Nhiều gói thầu cao tốc Bắc Nam thi công cầm chừng vì thiếu đất đắp nền. Hàng loạt nhà đầu tư điện mặt trời tại Việt Nam đang đứng trước cú sốc không ngờ, nhiều khả năng hứng chịu rủi ro. Pakistan thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép Việt Nam. Quý vị đang đến với bản tin kinh tế FBNC. Mở đầu sẽ là những thông tin về tình hình kinh tế thế giới. Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 3, thì Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào thông báo chính phủ nước này đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Phát biểu với các phóng viên bên lề kỳ họp thứ tư của Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 13, thì ông Vương Văn Đào cho biết một số nước thành viên cũng đang thúc đẩy các thủ tục để phê chuẩn RCEP, đồng thời hy vọng các nước liên quan có thể đẩy nhanh tiến độ và cuối cùng đạt đủ điều kiện để thỏa thuận này có hiệu lực. Ông nhấn mạnh RCEP sẽ có hiệu lực khi có ít nhất 6 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và 3 nước đối tác hoàn tất thủ tục phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt hiệp định. Mới đây, thì Ủy ban châu Âu EC cho biết EU và Mỹ đã đạt được thỏa thuận điều chỉnh hạn ngạch nhập khẩu nông sản của Mỹ vào thị trường EU sau khi Anh rời khỏi khối này. Theo đó, thì hai bên đã đàm phán về thỏa thuận điều chỉnh hạn ngạch nông sản này trong thời gian gần 2 năm với các sản phẩm thịt, gia cầm, sữa, gạo, rượu, trái cây và rau quả nhập khẩu từ Mỹ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Ủy viên phụ trách nông nghiệp của EU Janet Jaworski đã hoan nghênh thỏa thuận trên và đánh giá Mỹ là đối tác thương mại quan trọng nhất của khối. Trong một cuộc khảo sát của Boston Consulting Group, The Network và Upcast thực hiện trên quy mô toàn cầu với sự tham gia của hơn 208.000 người tại 190 quốc gia đã cho thấy Canada đã vượt qua Mỹ, trở thành điểm đến mong muốn nhất đối với lao động quốc tế. Có tới 24% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng chuyển đến Canada, trong khi chỉ có 20% muốn đến Mỹ hoặc Úc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 8 năm của cuộc khảo sát thì Mỹ đã đánh mất vị trí là điểm đến hấp dẫn nhất đối với lao động quốc tế. Mong muốn được làm việc tại các thành phố lớn của Mỹ cũng giảm và chỉ có 2 thành phố của Mỹ lọt vào top 30 thành phố hàng đầu trên toàn cầu. Thành phố New York giảm từ vị trí thứ 2 vào năm 2018 xuống vị trí thứ 8 trong năm 2020 và Los Angeles giảm từ vị trí thứ 7 xuống thứ 12. Nguyên nhân được cho là do tình trạng quản lý yếu kém được phơi bày trong đại dịch COVID-19, sự bất công liên quan đến chủng tộc và các chính sách nhập cư không thân thiện trong những năm gần đây đã tác động đến xu hướng của lực lượng lao động toàn cầu. Tại Anh, thì Thống đốc Ngân hàng Trung ương BOE Andrew Bailey nhận định rằng cuộc khủng hoảng kinh tế do COVID-19 gây ra sẽ ít để lại những tổn thất lâu dài hơn so với các cuộc suy thoái trước đó. Với việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, nước Anh hy vọng sẽ đưa nền kinh tế trở lại trạng thái bình thường sớm hơn dự kiến ban đầu, bất chấp việc phải phong tỏa xã hội 3 lần trong một năm. Văn phòng trách nhiệm ngân sách OBR của chính phủ Anh dự báo rằng nền kinh tế nước này sẽ trở lại mức trước khủng hoảng vào giữa năm 2022, sớm hơn 6 tháng so với dự báo ban đầu. Vào ngày 8 tháng 3 vừa qua, thì Singapore Airlines cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm ứng dụng thẻ thông hành COVID-19 điện tử từ tuần tới. Đây là hãng hàng không đầu tiên thí điểm mô hình này trong bối cảnh ngành hàng không nỗ lực khôi phục sau đại dịch COVID-19. Ứng dụng do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA phát triển sẽ lưu trữ thông tin y tế của hành khách bao gồm lịch sử xét nghiệm và tiêm vaccine COVID-19 nhằm tạo điều kiện cho việc thông hành sau khi mở cửa biên giới. Singapore Airlines cho biết hành khách đáp chuyến bay từ Singapore đi London của Anh từ ngày 15 đến ngày 28 tháng 3 sẽ có cơ hội tham gia thử nghiệm ứng dụng trên nếu họ có điện thoại sử dụng phần mềm iOS. Những người tham gia chương trình thí điểm này sẽ cần xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành. Họ có thể xem kết quả và xác nhận cấp phép bay ngay trên ứng dụng. Trước chuyến bay thì những người này phải xuất trình trạng thái đã được xác nhận trên ứng dụng với nhân viên làm thủ tục bay. Trong khi đó, thì Tổng Giám đốc hãng hàng không giá rẻ AirAsia mới đây cho biết hãng dự kiến bắt đầu vận hành các dịch vụ gọi xe công nghệ vào tháng 4 năm nay. Còn dịch vụ taxi bay thì dự kiến triển khai vào năm sau sẽ được áp dụng cho trực thăng 4 chỗ ngồi. Trong bối cảnh ngành hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, thì đây được xem là cơ hội để công ty tái cơ cấu hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, thì AirAsia còn đẩy mạnh mở rộng hoạt động sang lĩnh vực số. Năm ngoái, thì công ty này đã ra mắt một siêu ứng dụng cung cấp nhiều dịch vụ từ du lịch, mua sắm cho tới hậu cần, dịch vụ tài chính.
Thực vị Facebook cho biết đang thử nghiệm tính năng Reels trên ứng dụng Instagram, cho phép một số người sáng tạo nội dung tại Ấn Độ chia sẻ các đoạn video ngắn trên các tài khoản Facebook. Các tác giả có thể tiếp cận được thêm nhiều khán giả mới, trong khi mọi người có thể sáng tạo và khám phá thêm nhiều nội dung giải trí. Bên cạnh đó, thì Facebook cũng cho biết sẽ triển khai tính năng Reels với phiên bản riêng trên chính ứng dụng của mình. Instagram Reels là tính năng tương tự như ứng dụng TikTok của công ty ByteDance Trung Quốc, giúp người dùng tạo ra các video ngắn, kèm nhạc và các hiệu ứng đặc biệt. Tính năng này ra mắt sau khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm TikTok hoạt động từ tháng 6 2020, giữa lúc ứng dụng của Trung Quốc tạo nên cơn sốt ở quốc gia Nam Á này. Thành công của TikTok cũng thúc đẩy nhiều công ty truyền thông xã hội bổ sung tính năng chia sẻ các video ngắn trên nền tảng của họ. Thực vị theo Nikkei Asian Review, thì Panasonic đang lên kế hoạch mua lại công ty phần mềm Blue Yonder của Mỹ với giá khoảng 700 tỷ yên, tương đương 6,5 tỷ đô la Mỹ. Đây được xem là thương vụ lớn nhất của công ty điện tử Nhật kể từ năm 2011. Động thái này diễn ra khi công ty Nhật muốn mở rộng phần cứng kết hợp với phần mềm, cảm biến và các thiết bị khác để giúp cho các công ty nâng cao các hiệu quả hoạt động. Thương vụ này cũng đánh dấu một sự thay đổi lớn trong mô hình kinh doanh của ngành sản xuất, vốn cho đến nay vẫn dựa trên việc bán hàng hóa. Các cuộc đàm phán đang trong giai đoạn cuối cùng, tuy nhiên vẫn có khả năng hai bên sẽ không đạt được thỏa thuận. Blue Yonder chủ yếu tập trung vào quản lý chuỗi cung ứng, sử dụng trí thông minh nhân tạo để dự đoán nhu cầu sản phẩm và ngày giao hàng, đồng thời xem xét các chuỗi cung ứng để cải thiện lợi nhuận. Quý vị đang tiếp tục quay trở lại với bản tin kinh tế FBNC. Xin chuyển sang những thông tin trong nước. Liên quan đến gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ đô la Mỹ của Mỹ vừa được Thượng viện thông qua, thì ông Michael Cucullery, chuyên gia kinh tế trưởng tại Vina Capital, nhận định rằng Việt Nam sẽ có cơ hội hưởng lợi nếu tận dụng tốt bằng cách tăng cường xuất khẩu. Phân tích này dựa trên số liệu của Bộ Thương mại Mỹ về doanh số bán lẻ hàng hóa có xuất xứ Việt Nam tại Mỹ năm ngoái tăng vọt 70% so với cùng kỳ của 2019, đã thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng mạnh. Do đó, với việc gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la Mỹ có hiệu lực và nhu cầu sử dụng hàng hóa của người Mỹ tăng lên, thì xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ tăng trưởng. Từ đó giúp mục tiêu GDP của Việt Nam chạm mốc 7% là có thể xảy ra. Thực vị thời tiết cả nước hiện đang là mùa khô, mùa thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, trong đó có cao tốc đường bộ Bắc Nam. Tuy nhiên thực tế thì nhiều gói thầu của dự án này lại đang phải thi công cầm chừng, không ít hạng mục đã bị chậm tiến độ, bất chấp việc toàn bộ mặt bằng đã sẵn sàng. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là thiếu đất để đắp nền. Lý do tưởng chừng nghe vô lý này lại tồn tại ở khá nhiều gói thầu của dự án cao tốc đường bộ Bắc Nam, mà cốt lõi vẫn là do thiếu cơ chế về quản lý, đấu giá quyền khai thác mỏ đất. Trong khi đó, hoàn thành hạng mục san nền tuyến đường được đánh giá là một trong những yếu tố quyết định đến tiến độ của toàn bộ dự án có hoàn thành vào cuối năm 2022 hay không, bởi khối lượng đất đắp theo thiết kế ước lên tới hàng chục triệu mét khối. Chỉ khi nào hoàn thành phần nền thì các hạng mục khác liên quan đến đường mới tiếp tục triển khai được. Thực vị, theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam do FinGroup vừa phát hành, thì năm 2020 các doanh nghiệp bất động sản vẫn là những nhà phát triển lớn nhất với giá trị 162.000 tỷ Việt Nam đồng, tăng hơn 100% so với năm 2019. Tuy nhiên, thị trường lại chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về sức khỏe tài chính giữa các đơn vị đồng ngành và những đơn vị còn lại. Theo đó, thì khi loại bỏ nhà phát hành lớn nhất là Vinhomes, sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp bất động sản còn lại trong ngành đã bị suy yếu rõ rệt. Hệ số chi trả lãi vay năm 2020 giảm về mức 0,7 lần, tức là lợi nhuận tạo ra không đủ trang trải lãi vay. Hệ số nợ vay ròng cũng tăng lên tới 17,3 lần. Như vậy thì khả năng trả nợ của các doanh nghiệp này sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự hồi phục của ngành bất động sản nhà ở trong thời gian tới. Năm 2020 với mức giá hơn 2.000 đồng 1 kW đã kích thích nhiều nhà đầu tư bỏ tiền vào điện mặt trời. Nhưng đến nay thì nhiều nhà đầu tư, cả tư nhân và tập đoàn điện lực Việt Nam đều đối mặt với tình huống không thể ngờ đến. Việc các dự án dồn dập đi vào vận hành cùng lúc đã khiến cho hệ thống lưới điện không theo kịp, dẫn đến việc cắt giảm công suất các nhà máy điện mặt trời. Ngoài ra thì một vấn đề chưa từng xuất hiện nữa, đó là hiện tượng thừa điện ở một số thời điểm, trưa khoảng từ 10 giờ đến 14 giờ, nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ. Tình huống này khiến cho các nhà máy tiếp tục lâm vào cảnh bị cắt giảm công suất. Xin chuyển sang thông tin về tình hình xuất nhập khẩu.
Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương vừa cho biết Ủy ban Thuế quan Quốc gia Pakistan, cơ quan điều tra, đã khởi xướng vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội có xuất xứ từ Việt Nam. Thời kỳ điều tra bán phá giá tính từ ngày 1 tháng 10, 2019 tới ngày 30 tháng 9 của năm 2020. Doanh nghiệp Việt Nam nêu trong đơn kiện là Công ty Cổ phần China Steel and Nippon Steel Việt Nam. Mức thuế bán phá giá cáo buộc là 27,98%. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài, thì Cục Phòng vệ Thương mại đã khuyến nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu liên quan nhanh chóng trình diện trước cơ quan điều tra và tham gia hợp tác đầy đủ, trả lời bản câu hỏi điều tra để được hưởng mức thuế riêng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết giá gạo Việt Nam đang trong đà tăng và tự tin tiếp tục cạnh tranh tốt về mặt chất lượng với gạo của các nước đối thủ. Xét về cùng loại thì giá gạo Việt Nam đang cao hơn từ 5 đến 7 đô la Mỹ một tấn so với Thái Lan và vượt xa so với gạo của Ấn Độ, Pakistan. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam thì các hiệp định thương mại tự do đang mở rộng cánh cửa cho gạo xuất khẩu Việt Nam. Trong những ngày đầu của năm 2021, nhiều công ty thuộc hiệp hội đã trúng gói thầu lớn, đặc biệt là với thị trường châu Âu và một số thị trường thuộc hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP. Tính chung thì trong 2 tháng đầu năm, nước ta đã xuất khẩu trên 608.000 tấn gạo các loại, kim ngạch đạt 336,1 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm trước thì giảm khoảng 34% về khối lượng nhưng lại tăng 22% về giá trị kim ngạch. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê thì gỗ và sản phẩm gỗ là một trong những sản phẩm xuất khẩu kinh tế mũi nhọn của cả nước và là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 2 tháng đầu năm nay đã tăng 51% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 2,4 tỷ đô la Mỹ. Giá trị xuất khẩu của 2 tháng đầu năm đã bằng khoảng 20% giá trị xuất khẩu của cả năm 2020. Với mức tăng này thì xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ là bức tranh sáng nhất. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam thì lượng hàng xuất khẩu tăng vượt bậc vào đầu năm nay là do ảnh hưởng dịch bệnh trong năm ngoái đã khiến những đơn hàng đã ký năm ngoái chưa được hoàn thành, chưa giao đủ hàng. Những đơn hàng này sẽ hoàn tất nốt trong quý 1 này trước khi bước vào mùa hàng mới của năm nay, dự kiến là vào tháng 4 sắp tới. Xin được chuyển sang một thông tin về du lịch. Trước thông tin các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan đang dục dịch mở cửa lại thị trường du lịch, thì ông Nguyễn Hữu Thọ, là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng vừa cho biết nếu nước ta không chuẩn bị đối lại du lịch quốc tế ngay từ bây giờ thì sẽ chậm vì những nước kể trên có cùng thị trường nguồn với du lịch Việt Nam. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng mở cửa càng muộn lợi thế để quảng bá điểm đến và thu hút du khách quốc tế càng ít. Các doanh nghiệp lữ hành cũng kỳ vọng chính phủ sẽ cho phép mở cửa vào quý 3 tới để quý 4 bắt đầu có khách du lịch. Thành công trong việc chống đại dịch, bảo vệ sức khỏe người dân cùng kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 sẽ giúp điểm đến tạo sức hút đối với du khách nước ngoài. Thưa quý vị, Tổng cục Du lịch cũng vừa kêu gọi sự hưởng ứng của người dân, du khách cùng bình chọn cho du lịch Việt Nam tại Giải thưởng Golf Thế giới World Golf Awards 2021. Đây là giải thưởng thường niên và cũng là giải thưởng uy tín nhất trong ngành du lịch golf. Giải thưởng nhằm vinh danh những sân golf có chất lượng đẳng cấp quốc tế hay những tổ chức có nhiều đóng góp với sự phát triển của lĩnh vực này trên toàn cầu. Năm nay thì du lịch nước ta vinh dự được đề cử tại hạng mục điểm đến golf tốt nhất châu Á. Để bình chọn cho du lịch Việt Nam thì ngay bây giờ người dân có thể truy cập theo địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình. Thời gian bình chọn sẽ kéo dài đến hết ngày 1 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị, Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc KITA vừa thông báo đã giành được hợp đồng mới nhằm vận hành trung tâm hội nghị được xây dựng tại Việt Nam. Theo thỏa thuận thì trong 3 năm tới, KITA và trung tâm hội nghị và triển lãm COEX sẽ vận hành trung tâm hội nghị lớn nhất Việt Nam đặt tại Bình Dương. Hãng tin John Huff cho biết, động thái này của KITA nhằm thâm nhập sâu hơn vào ngành công nghiệp hội họp, hội nghị và triển lãm toàn cầu. Trung tâm thương mại thế giới này có tổng diện tích là 22.000 m², là trung tâm hội nghị lớn nhất Việt Nam. Trung tâm được hoàn thành xây dựng vào tháng 2 của năm 2021 và hiện đang chờ khai trương chính thức. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế trên kênh FBNC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.